Mến chào toàn thể anh chị em. Đây là AK635D ha. Con này hiện tại giá ở bên Thái Auto chỉ còn 31 triệu thôi. So với thời điểm trước đây thì giá này rất là tốt luôn. Máy này chạy hai chiều, hình thức đẹp, chất âm hay và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm. Bây giờ mình sẽ test ngay chất âm của con này với ca sĩ Thanh Thúy. Mời anh chị em mình thưởng thức âm thanh ha. Từ ngày đầu xin cho chúng ta